bé nó đi khám định kỳ. Bé khám định kỳ thì trong 6 tháng đầu tiên bé nó khám định kỳ mỗi 2 tháng, tức là bé nó khám lúc thời điểm 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng. Bây giờ bé nó được 5 tháng rồi thì có thể lúc 6 tháng bà cho bé nó đi khám. Rồi sau 6 tháng tuổi thì mỗi 3 tháng khám một lần. Tức là càng ngày mình sẽ càng theo dõi cách xa nhau. Nha. Sau 6 tháng tuổi vậy thì lúc 6 tháng khám rồi đến 9 tháng khám lại nè. 12 tháng nè. 15 tháng nè. 18 tháng nè. Rồi sau 18 tháng thì là 6 tháng mới khám lại. Tức là 2 tuổi mới khám lại nè. Rồi 2 tuổi rưỡi nè, 3 tuổi nè. 3 tuổi rồi 4 tuổi mới khám lại, 5 tuổi mới khám lại, tức là mỗi năm. Càng ngày mình sẽ càng đo nó hay là tái khám định kỳ cách xa hơn. Trong 2 năm đầu tiên thì khám thường xuyên hơn, tại vì 2 năm đó là 2 năm nó phát triển về trí não với lại về tăng trưởng rất là nhanh. Và 2 năm đó là 2 năm có rất nhiều vấn đề về sức khỏe của bé mà cha mẹ cần trao đổi. Cha mẹ đây tính luôn cả ông bà, ví dụ bà đi theo cũng được. Những lần bà cho bé nó đi khám bà nên đi theo ha. Ví dụ ba mẹ của bé dẫn bé đi khám, bà nên đi theo để thảo luận chung với lại bác sĩ, và bà nêu cái thắc mắc của bà với bác sĩ chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ chỉ dẫn cho bà thấy là bé đó nó tăng trưởng có bình thường hay không, hiểu không ạ? Đấy, và mong là sau bữa này bà đừng căng thẳng với lại mẹ của bé nữa, hay bà ha. Chắc cái sự căng thẳng đó ở đây có một số bà mẹ khác cũng có thể đã có, hiểu không ạ? Đấy, có thể là nhiều. Do đó là cái slide đầu tiên á, lúc mà tôi nói á, là bạn đã từng nghe cái điều đó chưa? Dạ, bà. Tức là ngay cái chuyện xung đột trong cái chuyện này, ví dụ như là 4 tháng thì tôi cũng bắt đầu là nạo trái cây. Cắt ra xong nạo cho vào cái đồ nút á. Dạ, cái lưới á. Thì con gái tôi thì nó đòi là mẹ phải hấp á. Thì tôi nói là trái cây mà hấp thì nó mất cái này kia, thế là cũng xung đột cái đó, thì cái nào đúng không? Rồi, trái cây mình ăn không cần hấp. Trái cây ăn ví dụ như chuối chẳng cần hấp, chuối bóc ra người lớn ăn được là bé nó ăn được. Còn táo này, lê này đấy. Cũng chẳng cần hấp luôn, mình gọt cái vỏ ra là nó ăn được. Con cái tôi nói là phải trên 6 tháng thì mẹ mới được ăn, còn dưới 6 tháng thì vẫn phải hấp. Dạ không, dạ bà cho bé ăn nguyên không cần phải hấp nha. Trái cây mình ăn tươi được. Chỉ đó 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng thì dạ. Rồi, mình nói qua chút xíu cái chuyện ăn dặm của bé nha. Dạ. Cái đó là một chủ đề khác, nhưng mà nhân cái cơ hội đây thì bà thắc mắc á, thì chắc cũng có nhiều mẹ khác cũng thắc mắc. Thì cái vấn đề ăn dặm của bé đó, chắc chắn các mẹ đây nếu mà theo dõi mạng internet hay là đọc sách vở á, thì sẽ gặp đủ các kiểu ăn dặm. Đúng không ạ? Các mẹ sẽ hỏi là bây giờ con của em ăn dặm kiểu truyền thống. Truyền thống có nghĩa rằng là bột xay hay là cháo xay nhuyễn, trộn hết vào có cái màu xanh xanh gì đấy. Đó. Cho thêm 2 muỗng dầu ăn, thí dụ vậy. Với lại là kiểu Nhật, với lại là kiểu Hàn Quốc, với lại là kiểu bé ăn dặm tự chỉ huy ha, gọi là BL ha, baby led weaning ha, BLW. Đó. Tôi chỉ trả lời một câu thôi, bé ăn dặm theo kiểu của bé. Bé ăn dặm theo kiểu của bé. Hiểu không? Mình đáp ứng đúng cái nhu cầu của bé thì nó sẽ hợp tác. Còn nếu mà mình đáp ứng sai cái nhu cầu của nó là nó sẽ chống đối. Mà kinh nghiệm tôi thấy là bé gái chống đối cực kỳ giỏi. Chỉ có bé trai mới dễ bị lừa, chứ còn bé gái khó lừa nó lắm. Nha. Bé trai lừa là cứ kêu nó há miệng ra là nó há, còn bé gái là không, là không. Không bao giờ mà nó há miệng. Mà tôi khám có nhiều bé nó hay lắm luôn á. Ba mẹ kể có nhiều bé hay lắm á. Xin lỗi, không biết ba mẹ đó có trong đây không nữa, nhưng mà nói là em cho con em ăn xong rồi, nó cũng há miệng ra, nó ăn hết rồi. Lát hồi nữa, nguyên đống nó nhổ hồi nào mà ba mẹ nó không biết á. Coi ở dưới cái ghế của nó là một đống luôn, mà nó cứ há miệng ra, ba mẹ nó cứ việc đút vô, mà ba mẹ quay qua đút cái nó nhả ra, mẹ quay qua đút cái nó nhả ra. Xong bữa ăn cái là chả có miếng nào vô mà nó vẫn tươi cười.
Bé đó cực kỳ thông minh, bé đó cực kỳ thông minh luôn. Nó lừa lúc mà mẹ quay qua một cái là nó quay qua nó nhổ, phải không? Tại vì lúc đầu ép nó chống lại, nhưng mà sau đó nó biết cách nó vượt qua cái chuyện ép nó luôn, để nó giữ eo cho nó rất là tốt. Vậy thì ăn theo kiểu của nó nè. Thì các bà mẹ đây sẽ thấy rằng là lúc 4 tháng á, lúc 4 tháng tuổi á, đa số các bé nó có phản xạ nó muốn ăn rồi. Đa số ha. Đó, tức là cái gì trong tầm miệng của nó là nó liếm nè. Rồi nó lấy, nó gặm luôn nè. Mà thường lúc đó là nó khoái gặm lắm. Và lúc đó là cái lúc mà dễ cho nó ăn gặm nhất. Vậy thì nếu mà bé nó chưa ngồi được thì mình cho nó ngồi ở trong lòng rồi cầm trái cây á, để trước mặt nó để cho nó gặm. Hiểu không? Bé nó cắn được nhiêu tùy nó. Ở cái lúc đó đó, nó ăn được bao nhiêu không quan trọng, mà kỹ năng nó ăn mới quan trọng. Kỹ năng nó ăn được mới là quan trọng nha. Còn số lượng ăn không quan trọng. Và y khoa nó càng ngày nó càng phát triển lên, và sau này ta nói rằng là cho ăn không trễ hơn 6 tháng. Không trễ hơn 6 tháng. Hồi xưa ta nói là sau 6 tháng thì bắt đầu cho nó ăn. Bây giờ là không trễ hơn 6 tháng. Bởi vì cho ăn từ lúc 4 cho tới 6 tháng á, nó có một số điểm lợi. Thứ nhất á, là lúc đó mình dễ cho nó ăn lắm. Thứ hai nữa là một số đồ ăn mà nó có khả năng dị ứng á, mà người ta cho nó ăn cái lúc đó đó, sau này nó đỡ có nguy cơ bị dị ứng. Ở nước ngoài nó sợ bị dị ứng với đậu phụng lắm. Ha. Và dị ứng với đậu phụng có thể gây tử vong. Có những người mà bị phản vệ đó, phải không? Phản ứng phản vệ do đậu phụ mà ăn vô là có thể lên cơn khó thở và chết liền nha. Nhưng mà sau này ta thấy là nếu mà mình giới thiệu đậu phụ sớm khoảng 4 cho tới 6 tháng thì nó có thể giảm bớt nguy cơ bị dị ứng với lại đậu phụ. Thì đó là thời điểm mình bắt đầu tập cho nó ăn từ từ. Và nó ăn một miếng chuối cũng được, nó ăn một miếng xoài cũng được, nó thích thêm thì mình cho nó gặm thêm. Và không có cần thiết phải có cái lưới, phải không ạ? Không cần thiết phải có cái lưới để mà cho nó ăn, mà có thể để cho nó gặm cắn chút xíu, nó nhai nhai nhai, nó không nuốt được cái nhè ra đó. Và dần dần nó sẽ biết cách xử lý đồ ăn, nó không ăn được cái nó ói ra. Mà những bé mà nó tập ăn sớm như vậy á, đến khoảng 6 tháng á, nó ăn được, nó nuốt được tốt cái đồ ăn thô như vậy rồi, thì 6 tháng là cho nó ăn luôn cơm, cho ăn bánh mì, cho ăn bánh tráng, cho ăn bún, cho ăn đủ thứ. Nó ăn được hết. Và có nhiều bé nó làm vậy được. Nhiều bé làm vậy được nha. Dạ không. À, bé nó không có cắn bằng răng. 6 tháng là gần như chưa có bé nào có răng hết á. Nhưng mà lợi của nó rất là cứng. Bà mẹ nào mà cho bé nó bú mẹ rồi sao thấy là nó cắn rất là đau. Nó cắn rất là đau. Nhưng mà nó làm cho ăn cho bé thì em hai bé là nó đã 4 tháng ăn thôi. Thì khi mà nó ăn á, rồi bé đó là nó chọn, lớn thì nó mới biết chọn, nhưng mà bé của em thì nó biết chọn từ lúc 4-5 tháng, nhưng mà nó ăn xong món đó rồi nhưng mà nó không thích, thì hôm sau món nó tới nữa là thì nó không chịu. Thì người nhà em nó là do em tự nói thôi chứ không phải là bé, nhưng thật sự là nó không chịu. Thì nó là như khi nó lớn á, rồi nó lại chọn cái món ăn nữa. Đi học đó, nó khó đi học đó. Tại cô đó nó học bình thường nên là nó ăn không có giống như mấy bạn ăn. Chọn cái nó ăn không. Mấy bé mà nó đi học nhà trẻ đó thì thường á, thói quen ở trong nhà trẻ, nếu mà nó đi học khoảng chừng tuổi rưỡi 2 tuổi hoặc là thậm chí hơn 2 tuổi thì thói quen ở trong nhà trẻ người ta cho nó ăn đồ ăn lỏng á. Mà mấy bé mà nó ăn thô, ăn đặc ngay từ đầu rồi đó, mà vô nhà trẻ mà cho nó ăn cháo, ăn súp là nó không ăn. Vậy thì khi đi học á, thường cái tuổi đó thì là sẽ có nhiều nhà trẻ sẽ cho mình tùy chọn là bé nó ăn như thế nào, mình sẽ tích vô cái chỗ mà cái phiếu điền, có thể trong nhà trẻ nó sẽ có cái phiếu điền á, để mình thì là em có thể nói với trong nhà trẻ là bé này nó ăn giống như bé lớn rồi, nên là cho nó ăn cơm, cho nó ăn bánh mì, cho nó ăn bún, nói chung là cái thực đơn của bé lớn ăn như thế nào thì cho nó ăn như vậy, chứ đừng có cho nó ăn súp cháo vậy, nó không ăn đâu đó. Bé đó nó rất bình thường chứ không có gì bất thường hết trơn á. Nó ăn nhiều, nó ăn nhiều, nó có ảnh hưởng tới dạ dày không? Hoàn toàn không ảnh hưởng đến dạ dày.
Do đó là tôi hay nói mấy bé mà nó không, mấy bà mẹ mà nói con mình biếng ăn á, thì tôi nói chả có bé nào biếng ăn hết á, nó chỉ có 3 trường hợp xảy ra thôi. Trường hợp thứ nhất là nó không có đói. Trường hợp thứ hai là ba mẹ nó kỳ vọng nó ăn nhiều hơn cái mức mà nó cần. Trường hợp thứ ba, đồ ăn nó quá dở. Mà cái món dở nhất là cái món cháo. Cái món cháo là cái món cực kỳ dở. Nha. Đúng rồi. Đưa cái nồi cháo nó không thấy mà nó chụp cái đồ ăn của người lớn nó ăn á. Hiểu không? Cơm nó chụp nó ăn, bánh mì nó chụp nó ăn, bánh tráng nó chụp nó ăn, bún nó cũng chụp nó bỏ miệng nó ăn. Trong khi đưa cháo nó không ăn. Nên là món cháo là cái món dở nhất. Nên là đối với bé đó thì tôi nói là cái bữa hôm nay á, bà mẹ ăn những cái gì bà mẹ cho nó ăn, nó sẽ ăn cái gì bà mẹ ăn, hai bên đổi với nhau. Rồi ăn như vậy khoảng độ chừng 3 ngày cho tới 1 tuần lễ. Nếu mà ai thua cuộc trước á thì theo người kia, đúng không? Vậy là chắc mấy bà mẹ đoán được ai thua, đúng không? Còn trường hợp thứ hai á, là bà mẹ kỳ vọng nó ăn nhiều hơn cái nhu cầu thực tế mà nó cần. Mà nhu cầu thực tế mà nó cần á, là tư duy con số 3 to tướng trong phòng khám, nguyên con số 3 to tướng là mỗi bữa nó ăn có 3 muỗng là xong. Đút cho nó 3 muỗng thì nó ăn, nhưng mà đút cho nó nửa chén hay là nguyên chén là nó ngồi quay mặt đi à. Phải không? Hầu hết bà mẹ nó vô nói con em ăn có 1-2 muỗng à. Vậy là bé đó nó bình thường. Đó. Bà mẹ hỏi tiếp là con em ăn 1-2 muỗng thì sao nó đủ sức, sao nó chơi. Tôi lại nói lại câu hồi nãy rồi, vừa cứ cho nó ăn 1-2 muỗng, còn trong nhà chọn người nào khỏe nhất nhà đó, ăn đầy đủ, bồi bổ cho đầy đủ, bắt đầu ngồi trông nó đi đâu đi đó, nó chơi cái gì chơi cái đó, nó chèo đâu chèo đó, nó làm gì cái người đó làm đó, bảo đảm sau 30 phút là cái người đó gục. Còn trường hợp thứ nhất là nó không có đói. Nó không đói có nghĩa là bé nó uống quá nhiều sữa. Nó uống 500ml sữa mỗi ngày là nó không có đói rồi. Nha. Yeah. Bé nó chỉ ăn bình thường nhưng mà nó uống sữa tươi nhiều quá. Thường nó tự động nó lấy nó uống thôi mà. Em không chầm nó nữa. Nãy nó 4 tuổi rồi. Thì nó tự uống sữa, tự ăn cơm. Nhưng mà nó uống ngày một lít sữa tươi là nó có nguy cơ bị táo bón á. Với lại có nguy cơ thiếu sắt á. Sữa không có thay thế cho nước được. Nó rồi, vậy thì giờ ở nhà đừng để sữa nữa. Để sữa thì sẽ cho nó một cái sự cám dỗ không có hề nhỏ. Nên là cứ nó cứ nhìn thấy có sữa là nên nó thói quen của nó nữa. Thấy không? Nên là nhà đừng cho nó sữa nữa, nó về nhà nó ăn. Tại vì cho dù nó ăn được đầy đủ mà nó uống nhiều sữa quá đó, vì trong sữa có rất nhiều canxi, mà nhiều canxi nó sẽ giảm hấp thu sắt.